Chào các bác, hôm nay em giới thiệu các bác lô loài em về rất là nhiều loa cây. Thực ra dòng loa cây này nó phù hợp với cả cái không gian nhà phố, không gian nhà ống bề ngang hẹp. Giả dụ nhà phố thường bề ngang khoảng 3,5m, 4m, 4,5m, 5m. Các bác chừa đi lối đi rồi để một kệ thì sẽ phù hợp hơn khi để hai bên kệ, mỗi bên một chiếc loa cây. Loa cây thì dáng của nó dáng cao, bề ngang của nó thì nó hẹp hơn loa thùng. Bề ngang nó khoảng 25-30 phân, quay trở lại thôi, rất là phù hợp. Nhưng mà tại sao người ta lại phải sử dụng thiết kế dáng cây? Bởi vì vẫn đảm bảo được cái cấu tạo khí động học của thùng, đảm bảo tiếng bát ra nó vẫn chắc và tròn. Đâm ra người ta phải làm cái thể tích thùng mà bề ngang nó không làm lớn được thì người ta tăng chiều cao để tăng cái thể tích của cái thùng lên. Khi đấy tiếng bát sẽ cộng hưởng, tiếng sẽ tốt hơn. Lô này thì em về cũng vẫn rất là dòng phổ thông thôi, chủ yếu là JBL. Lô này có JBL, ví dụ JBL 4008, JBL TLX 170, JBL TLX 70, Tiên HF9, Wafedan Murun 7, hoặc là Bu 701 CD2. Những dòng loa cây rất quen thuộc ạ. Dòng này phù hợp các bác nghe các thể loại nhạc như nhạc trên mạng. Bây giờ anh em hay nghe các thể loại như bolero hoặc những cái dòng nhạc vàng. Anh em cần bass nó gọn và nó mềm, phù hợp với không gian khoảng 25-30m, phối ghép rất là hợp lý. Về bác nào có nhu cầu những dòng loa cây này thì alo sớm cho em. Số điện thoại 0983698887. Các bác có thể ngó số điện thoại và địa chỉ ở trên màn hình, em có cái biển để các bác có thể theo dõi. Các bác lưu vào chỗ em rất là gần bến xe Giáp Bát thôi, cách bến xe Giáp Bát có 2 cây thôi. Các bác ở tỉnh lên thì rất là tiện. Các bác có thể đăng ký kênh YouTube của Thắng Audio để kịp thời update các sản phẩm tiếp theo. Sau đây em đi tới từng vị trí cắp loa để có thể giới thiệu cho các bác tiện theo dõi. Đây là trước mắt các bác, đây là 3 cặp cây JBL. Đầu tiên là cặp TLX 70. Về cơ bản thì TLX 70 và TLX 170 thì nó giống nhau thôi, nó chỉ khác nhau về cái phần mặt nỉ. Con kia thì mặt nỉ nhung, còn con này thì mặt xi. Đấy, còn cấu tạo của tép thì cơ bản tép như nhau, nhưng cái này nó hình dạng khác. Cái này nó hình chữ nhật nằm ngang. Đấy, còn con này thì nó không phải hình chữ nhật. Đấy, còn về cơ bản bát là bát 20, chung rất là như nhau. Có cái bát của TLX 170 thì màng nó xanh hơn một chút, các bạn có thể nhìn thấy. Đấy, chồng lên trên của nó là đôi JBL 4008 rất quen thuộc, bát 25. Rất nhiều anh em chơi rồi, em không giới thiệu nhiều về dòng này nữa. Tiếp tục về dòng Pioneer HF9, những cái dòng dành cho các bác thích nhạc nó mạnh một chút. Dòng này dòng bass nó không sử dụng gân, đồng thời rất thích hợp với các bác chơi nhạc mạnh. Đây là đôi Wafedan Murun 7, vừa sau em có giới thiệu với các bác. Và đây là một cặp Bo 701 CD2. Dòng này bass cắm điện, các bác hình dung là nó có một cái super bass siêu trầm, nó sử dụng điện, nó có công suất ở trong rồi. Cho nên là khi các bác chơi thì chỉ cần một con âm ly rất nhỏ để nuôi phần giải trung và giải cao. Còn giải trầm ăn công suất nhất thì đã có phần công suất của loa bô này nó tích hợp vào trong, nó phụ trách cái mảng này thôi, không phải lăn tăn gì đâu. Đây là toàn cảnh khoảng chục đôi loa cây về phục vụ các bác.
Các bác lưu số điện thoại của em vào, khi cần điện thoại rất là dễ, 098 369 8887. Các bác lưu ý giúp em là một ngày nhận rất là nhiều cuộc điện thoại, các bác cố gắng nhớ giúp cho em modem, khi hỏi thì người trả lời điện thoại sẽ nắm được tốt hơn. Rất cảm ơn các bác quan tâm theo dõi.